Xin chào mọi người, hôm nay thì Gan sẽ hướng dẫn cho mọi người đệm hát bài Ngày Em Ra Đi trên điệu twist tempo 155. Nam là sẽ hát trên giọng son thứ, son la si do re, nữ là sẽ hát trên giọng re thứ, nhưng mà thì sẽ hướng dẫn trên giọng la thứ cho mọi người dễ tập. Mọi người sẽ đánh là la thứ trên spot trừ 2, và chúng ta sẽ sử dụng những bộ tiếng như là tiếng piano, tiếng brass và tiếng guitar lead. Đó là ba tiếng cơ bản vậy thôi. Và điệu twist, những ai mà cài bộ sâm lơ có thiện thì chúng ta hãy mở điệu twist Ngày Em Ra Đi ha. Còn những ai mà chưa có cài sâm lơ, hay là những dòng đàn mà không cài được sâm lơ, thì chúng ta có thể lấy điệu twist đó. Điệu twist tempo 150 tới 155. Bây giờ thì sẽ bắt đầu hướng dẫn cho mọi người intro, và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người phần đệm luôn ha. Chúng ta sẽ lấy tiếng guitar lead ha. Chúng ta sẽ đánh nè. Vô nhịp đầu tiên. La 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 son mi son la la. Lót vô. Mì son son la 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 son mì son la re la đồ pha re. Tiếp theo mì 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 đồ là đồ re re là đồ re mì 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 re pha pha mì 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 re pha re mi mi re mi re pha re mi re pha re mi. Rồi chúng ta sẽ fill A để chúng ta vô đoạn đầu. Bây giờ thì sẽ đánh chậm lại một lần nữa phần intro cho mọi người ha. Rồi giờ thì sẽ đánh intro 190 thôi. Vậy là chúng ta sẽ vô phần đệm ha. Cái intro rất là đơn giản. Chúng ta hợp âm với lại sheet nhạc bên trên đã có rồi. Và mọi người lưu ý đây là phần đệm hát nâng cao trong cái giáo trình đệm hát nâng cao của Thiền Một Gan. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phần số 1. Nếu mọi người thấy hay thì có thể đăng ký giáo trình hoặc đàn organ đệm hát do chính Thiện soạn. Trong này có rất nhiều bài từ Bolero, Jazz, Slow Rock, Disco và hướng dẫn rất là chi tiết cho những ai biết nhạc lý. Thì học rất dễ, mà nếu mà không biết nhạc lý chúng ta có thể nhìn phiên âm. Bây giờ thì sẽ quay trực tiếp luôn cuốn sách, liên hệ qua số điện thoại 0973675251 nha mọi người. Rồi đây là giáo trình dạy để hát organ cấp tốc ha mọi người, đó không có hợp âm nè. Đó, có phần solo nhạc lý, có phần solo phiên âm cho mọi người luôn. Trong này là có phần đệm luôn nha mọi người, rất là hay luôn. Có intro nè, câu lót nè, điệp khúc nè, gian tấu, outro luôn. Đó, về đầu mái tóc người thương chẳng hạn, có solo nhạc lý, solo phiên âm và có hướng dẫn intro câu lót rõ ràng luôn nha mọi người. Rồi, ví dụ trang sau ha, ví dụ như bài Áo Mới Cà Mau đây, thấy không? Có solo phiên âm nhạc lý luôn nè, thấy không? Và có phiên âm solo luôn. Đó, trong này thì có hướng dẫn câu intro, có câu lót, rất là hay luôn nha mọi người. Đó, mọi người có thể liên hệ để mua cuốn sách này và video dạy của thầy nha. Trong này thì còn rất nhiều luôn. Đó, nhạc kiểu như bài Bộ Thời Đã Xa nè, thấy không? Có solo phiên nhạc lý, ok luôn ha. Rồi liên hệ qua nhạc cụ Thiều Gan, số điện thoại 0973675251 để đăng ký giáo trình nha mọi người.